lại chạy lỗi. Copy lại chạy lỗi đâu? Như nào? Sửa được chưa? Mang đây xem nào. Mang đây xem nào. Sai thì phải báo ngay để còn sửa. Chứ các bạn bị dừng lại ở đâu đấy, các bạn không theo được nữa là chết rồi. Xem nào. Đây đúng không? Được mạng đi đây. Gì à? Đây không có được mạng. Bật Sam nhé. Chưa. Bật lên. Đây. Rồi. Bật lên rồi. Localhost 2 chấm. Sửa cái gì? Cái gì? K31B1 DL. Sửa L665. Đây được rồi này. Sửa cái admin được đúng không? Nó nhìn như chắc không được đâu. Ông lừa tôi à? Được. DB trong kia phát là gì? DB đi thầy. Phát là từ 1 đến 6 à? 1, 2, 3, 4, 5, 6 đây. Sai. Để nhớ. Để thay. Chưa? Cái gì vậy? Chào. Nhớ em mình nhá. Xong rồi mình sẽ password thử xem. Password xong rồi cũng lại là em mình là không gửi mail. Mấy giờ thì ai chưa được? Ai đi là cho password ai? Không ID thì mình được xin phép. Ai cũng ai cũng được xin phép. Đi rồi. Ok. Đi đây. Bài tắt rồi. Gì vậy? Anh. Cái sự xin phép. Xin phép. Cái là tắt rồi. App. View. Off. Login. Thế thì tôi mới. Đấy. Đấy. Nhưng mà tao tôi mới xin phép. Đó. Input. Try. Password. Password. Sao không nhận được cái password này nhỉ? Các bạn tải cho mình cái admin LTE về chưa? Chưa, thằng nào chưa thì tải ngay lập tức. Khẩn chưa? Đây, ra đi. Nếu thằng này xong rồi lại tắt cái session start này đi. Cái bảo lỗi rồi này. Lên thuyên. Đâu có lỗi đâu. À, a session has already start. Ignore session start. Đầu số 6. Chỗ nào start chỗ nào. Start ở login nè. Đây. Có rồi start trước đây rồi. Ở đây mình không cần start nữa thật. Session auth ID. User ID.
hiện user on header location. Bỏ vào. Chúng ta là có đi rồi. Sau đó là admin index. Đó. Sau này tắt xem. Trời ơi, này còn xong chết. Nó không start ở đây, không chạy đâu. Bởi vì cái này nó là mở đầu một request mới. Cho nên phải có session start ở đây. Xong rồi vấy vào trong. Đây. Dashboard controller nó vào này. Nhìn thấy chưa, nó vào đến đây rồi. Tức là nó chạy qua được hết tất cả những mới này rồi. Được chưa? Xong chưa? Nào, tải được cái admin LTE về chưa? Rồi, giải nén nó ra. Đây đúng không? Thì chúng ta vào cái trang index này của nó này. Mở nó ra. Nhìn thấy cái website của nó chưa? Nhìn thấy chưa? Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn chúng ta dựng cái layout cho trang quản trị. Được chưa nhỉ? Thế bây giờ chúng ta làm nào? Chúng ta nhìn thấy cái, tôi xem cái starter này là cái gì. Đây rồi, nó có cái trang starter này này. Các bạn nhìn thấy cái file là starter.html đúng không? Mở nó ra bằng sau lưng text. Mở ra bằng sau lưng text. Được chưa? Ctrl A, Ctrl C. Ctrl A là bôi đen hết này. Ctrl C là copy hết này. Cái trang starter ấy. Sau đó các bạn vào view, vào layout, vào admin, các bạn pệt xuống. Thấy không? Copy toàn bộ nội dung của file starter.html vào file cái file view layout admin. Xong chưa? Được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành xem lại những cái thư viện của nó. Được chưa? Thì chúng ta nhìn xem tóm lại là nó ở những đâu. Thứ nhất chúng ta để ý này, nó có cái đường dẫn bắt đầu từ bower. Đúng không? Bắt đầu từ bower này. Bắt đầu từ this này. Đúng không nhỉ? Còn chỗ nào khác không? Phong awesome, à phong của Google kệ nó đi. Hầu hết là từ bower và từ this thôi. Đúng không? Thì bây giờ chúng ta làm nào? Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra thêm một cái thư mục nữa. Các bạn chọn new folder ở ngoài thư mục gốc ấy, chọn là public. Được chưa? Được chưa? Trong cái public này các bạn tạo một thư mục tên là plugin. Plugin SE nhá. Được chưa? Tạo ra một thư mục tên là plugin ở trong thư mục public này. Xong chưa? Tiếp đó các bạn vào trong cái bower này. Cái thư mục bower của thằng admin LTE ấy. Các bạn copy hết nội dung ở trong đấy. Copy hết nhá. Không thừa một cái nào, không chừa một cái nào cả. Copy hết. Copy hết nội dung ở phía trong này. Được chưa? Copy hết nội dung ở trong bower component này. Được chưa? Rồi chúng ta mở cái thư mục project của mình ra. Pệt vào trong cái plugin ấy. Public này, plugin này, pệt xuống. Được chưa? Pệt hết xuống. Bower. Đây này cái thư mục bower này này. Bower component. Pệt kéo hết toàn bộ nội dung của nó vào trong cái thư mục plugin kia. Được chưa? Lâu quá, tôi copy xong rồi này.
quá đơn giản. Tôi có một tí xong rồi này. Máy cũng lẩu. Rồi tôi chờ. Chưa hết đâu nhá. Nào. Chưa hết đâu. Vẫn còn ở đây, nó còn, nó ngoài Bower ra thì nó còn có thêm thằng disk này nữa đúng không? Thì cái disk của nó, cái thư mục disk của nó ấy, đây là cái thư mục disk. Disk này nha, nó có CSS, JS, IMG này, copy hết. Vứt thẳng vào trong cái thư mục public này. Đưa ra bên ngoài, ngang hàng với thằng plugin ấy. Được chưa? Còn đây lở vãi, máy lở vãi. Bao giờ mới xong rồi? Xong chưa? Theo thằng 15 giây. Xong rồi nè. Không nghe. Xong chưa các con rời? Xong chưa? Được chưa? Trong thời gian chờ đợi chúng ta có thể làm cái việc này này. Chúng ta lưu ý nhá. Nào, tập trung đến này, lưu ý này. Cái file index này nó như thế nào với cái thư mục public? Để sang được, ví dụ như vào được cái thư mục từ file index này nhá. Từ file index nằm trong file thư mục admin này. Để sang được cái thư mục CSS hoặc thư mục plugin này thì phải đi như nào? Lùi ra ngoài đúng không? Lùi ra ngoài xong mới vào public đúng không? Rồi ok. Thì chúng ta vào cái admin này nhá. Chúng ta nhìn thấy cái bower này không? Nhìn thấy không? Chúng ta Ctrl Shift R thì phải. F. Ở đây rồi. Ctrl Shift F. Nhìn thấy nó có cái file và replace không? Có thấy không? Ctrl Shift F. Đấy, nó ra được như này thôi. Ctrl Shift F. Được chưa? Có thấy cái Ctrl Shift F không? Rồi, thì nhìn đi. Mình copy cái bower này ra. Bà 399 con khỉ. Nhìn, copy cái bower này ra mình thêm là chấm chấm sược. Public sược plugin. Biết vì sao? Có nhìn thấy chữ replace này không? Mình sẽ thay thế replace all. Được chưa? Replace all. Tiếp theo cái chữ disk này lại Ctrl Shift F. Cái chữ disk này, đây là cái chữ disk này này. Cái chữ disk này thì mình thay bằng chấm chấm sược public. Đúng không? Còn public JS đây, public CSS thì kệ, nó ở đằng sau nó đã có rồi, replace all.
xong xếp xuống. Cứt chú chết mẹ tôi rồi, cứt rồi. Cắn chút Z lại đi các thánh này. Bởi vì cái đoạn jQuery này nó cũng có dis. Cho nên là tìm mỗi từ dis không là không được. Hiểu chưa? Tìm mỗi từ dis không là không được. Do đó chúng ta phải tìm, phải nghĩ kế khác. Chúng ta phải tìm mà toàn thay toàn bằng cái từ này này. Ctrl C. Có cái src ấy bằng, thay tìm cái src bằng dis sược. Thì chúng ta sẽ thay bằng cái src, src sược chấm chấm public, chấm chấm sược public, sược cái như này thì mới đúng. Cái thằng Tùng vừa vừa mới cắt tóc à? Thấy mình cắt tóc cạo trọc đẹp trai cũng bắt đầu bắt chưa? Chán, không nói gì. Có cái dis nó bằng tương đương với cái thư mục JS, CSS, IMG nằm ngoài này còn gì nữa à? Không có. Đấy, đúng tao. Đố các bạn biết xong chưa? Chưa xong đâu nha. Bởi vì chúng ta mới cái gì có cái src ấy, thì là thuộc về thẻ script đúng không? Đúng nhá. Và thuộc về thẻ img. Chúng ta còn có cái đoạn cái mớ css ở trên này nữa này. Đây này, cái href này này. Thì chúng ta thay cái src này bằng href. Thấy không? Ở dưới này cũng thay bằng href. Replace all. Đó. Thì mới thay được cả của CSS và JS. Cái gì mà viết tay? Làm sao? Vớ vẩn. Lý thuyền. Mai này tôi tìm cho. Tôi tìm ông chống đẩy 50 cái nhá. Chẳng có cái gì không có cả. Tool nó phải hỗ trợ như nhau ở các nền tảng khác nhau thì có chuyện không có. Được chưa? Chưa. Cứ mỗi lần lên đây, riêng thằng Nam mỗi lần lên đây nhờ là 50 cái. Chuẩn bị nhá. Cái gì? Rồi, nó là ấn control máy nó cũng lên. À? Nó cầm lên nhưng mày chống. Giảm cho mày còn 2, còn 30 cái. Thôi á, thôi là thôi như nào? Không có thôi gì cả. Nó chút hát. Tôi nhấn. Control hát các bạn nhá. Để ra được cái này giống tôi này. À quên nhầm. Để ra được cái này giống tôi này thì là Ctrl H nhé. Nếu mà cần thiết các bạn Ctrl
Ctrl Z lại từ đầu và Ctrl H bắt đầu lại. Tí nữa cả lớp nhớ đếm được thằng nào của tôi 30 cái.
Đấy nhá, tôi sẽ chạy thử xem có chạy được không nhá. Xong rồi sau đấy thì tôi sẽ hướng dẫn lại một lần nữa. Đây các bạn để ý này. Ở trong này chúng ta sẽ có, nếu mà login thành công thì chúng ta sẽ có controller new dashboard controller này. Sau gọi đến hàm index của dashboard controller đúng không? Đây. Thì chúng ta sẽ có cái view bằng app view admin dashboard.php và include one ở trong cái file hin app view layout admin đúng không? Nó chính là cái file này. Hiển thị ra ấy, hiển thị cái include ấy, thì là ở cái file main này đúng không? Thì chắc chắn là nó phải hiển thị cái này rồi, bởi vì tôi chưa sửa bất kỳ một cái gì ở trong này nữa cả. Ở đâu? Ở đây, file admin này chứ. Đúng chưa? Chắc chắn là nó phải hiển thị cái file này đã. Còn có hiển thị được nội dung động hay không thì tính sau. Được chưa? Bây giờ tôi chạy thử này. Localhost sửa K31B1 sửa L68 đúng không? Sược admin. Ôi giời. Undefined variable hin in dòng số 6. Dòng số 6 dashboard controller. Cái biến hin này lại không viết được ở đây à? $hin bằng chấm chấm sược. Tí nữa phải tìm giải pháp cho cái hin này mới được, chứ không để như này thì chết. Đây. Thấy không? Nó ra cái khung cho chúng ta như này luôn, còn ảnh chết là chuyện bình thường. Ảnh chết này tí chúng ta sửa lại cái ảnh ở xong đây này. À còn lỗi admin lt disgs. Cái disgs là ở đâu nhỉ? Để tôi xem search xem còn cái dis nào không. Quay rồi. Đây rồi, còn cái src của thằng này tôi cũng sửa luôn được. src replace all. Hết rồi đúng không? Đây, nếu mà chạy đúng thì nó sẽ ra được cái khung như này. Được chưa? Nếu mà các bạn chạy đúng nó ra được cái khung như này. Thì bây giờ chúng ta, cái logic của chúng ta là cái gì? Và tại sao tôi lại làm cái việc vừa rồi? Thì cái file starter ấy, nó là cái file nằm trong cái thư mục admin lte. Đúng không? Nó sẽ cần các cái thư viện CSS, JS nằm trong các cái file, các cái thư mục là bower component và cái thư mục dis này. Đúng chưa? Thì bây giờ nếu mà chúng ta dùng lại code ở file starter.html kia thì chúng ta cũng cần phải có những cái thư viện nằm trong cái thư mục này và cái thư mục dis ở đây, đúng không? Chẳng qua là chúng ta bê nó vào trong cái project của mình thôi.
Được chưa? Thế vậy thì chúng ta sẽ bê toàn bộ cái Bower này, cái thư mục Bower này, tất cả những gì ở trong chúng ta ném vào trong cái thư mục Public và Plugin. Thì chỉ là đổi tên thôi mà, đúng không? Tiếp theo là cái toàn bộ thư viện, toàn bộ những cái code nằm trong cái thư mục Dist. Được chưa? Tôi bê hết, tôi vứt vào trong, thẳng vào trong Public. Bây giờ tôi sửa lại cái đường dẫn của nó. Được chưa nhỉ? Thì bây giờ tôi có gì? Cái file admin này được sinh ra, các bạn nhớ nhá, cái file admin này được sinh ra thì là do cái gì? Do gì? Là sinh ra tại tại cái thư mục này này, tại cái file index.php, tại đây này, tại admin index này. Bởi vì nó là cái thằng đầu tiên nhận request đúng không? Người ta gửi request lên lên cái file này, cho nên là tất cả mọi thứ tính từ cái file này. Đúng chưa? Do đó nếu mà để cái file này có CSS ấy, thì chúng ta phải lấy từ cái file index này trỏ sang plugin, cũng như là trỏ sang CSS, trỏ sang JS này. Đúng không? Thì lúc đầu tiên ở trong này nó có cái, nó có cái href, tất cả CSS nó có cái href bằng Bower component. Đúng không? Sược sược phong awesome các thứ các kiểu khác, đúng không? Thì tương đương với cái thư mục Bower bây giờ nó sẽ là public plugin của tôi, đúng không? Đúng chưa? Do đó tôi tiến hành là Ctrl H là tìm và thay thế. Được chưa? Tìm và thay thế. Nó sẽ có, nó sẽ có file và replace. Được chưa? Thì ở đây chúng ta copy lại cái đoạn href bằng bower gạch dưới component, đúng không? Thay thế bằng href public chấm chấm sược, bởi vì phải lùi ra ngoài của thư mục index này mà. Chấm chấm sược public plugin, đúng không? Bởi vì thư mục Bower nó tương đương với thư mục public plugin của bây giờ của chúng ta. Chúng ta thay thế nó vào. Thì cái tính năng này nó giúp chúng ta bấm replace all ấy, thì nó tìm tất cả những cái chỗ nào viết có cái đoạn viết giống y xì kệt, đó là href bằng đóng mở ngoặc mở ngoặc kép Bower component, thì nó tìm đến tất cả những cái chỗ nào có cái đoạn đấy thì nó thay thế bằng href và bằng mở ngoặc kép chấm chấm sược public plugin. Được chưa? Chỉ là thay thế thư mục thôi mà, thay thế cái đường dẫn thôi mà. Thì thay xong thì nó sẽ ra được như này. Được chưa? Có thế thôi. Hết rồi. Làm thử đi, tôi sẽ đẩy cái code này lên. Cái này là cái layout. Đấy, buổi hôm nay chúng ta chỉ làm xong cái layout là xong. Cái gì vậy Tâm? Làm gì vậy? Không tin à? Hả? Cái gì? Đây á, chuột phải vào close other. Đứa nào lỗi mang ở đây, thằng Nam còn chưa nợ tới 30 cái đấy nhá. Lại lỗi tiếp và đưa đây lên đây, cộng cho nó lên 50 cái rồi chống một thẻ với thằng Văn. Ta đường dẫn sai rồi, bật Ctrl Z lên và xem lỗi đây này. Nhìn thấy admin là tên admin đâu, đâu chuẩn được. Đây này, nhìn đường dẫn nhé, nhìn đường dẫn của nó nhé. Đây này, app view này, ai bảo vào thẳng bằng app view này. Không phải thông qua nhìn cái đường dẫn của tôi, không có bao giờ mở mắt đâu. Hôm trước đã bị một lỗi tương tự rồi. Hôm nay lại bị một lỗi như thế nữa. Tôi cũng chẳng hiểu không như nào luôn. Ai bảo chạy thẳng như này? Hả? Chạy thẳng thì chả chết. Đây, app model database. Đấy, mày có thèm nghe mình thèm nói nghe cái gì đâu? Index này, in này. Cái gì nữa? Admin. Admin này, index này. Dashboard này. Dashboard controller mình có chưa? Index này. Đây phải tạo ra một cái
Đây, app model category. Mày làm gì có cái file nào tên nó như này ở dự ở nào? Ông tìm cho tôi cái file này đâu cái? Viết nhầm mà viết như nào đúng? Đây là ở của ông ở Windows thì nó không phân biệt hoa thường nhé. Chứ còn ở bên Linux ông mà viết thì ông chết sặc tiếp. Đây này, include toàn nó phải có thêm cái đô la hình. Đấy chưa? Bây giờ nó còn đang bị lỗi disk này. Tất cả những bài CLS thì đang bị lỗi này. Đây đúng không? Upgrade và disk đúng không? Thấy chưa? Ở dưới mình phải sửa lại thành upgrade bằng chấm chấm sườn uplink đúng không? Đây đúng chưa? Replace all search bar. Nào. Vâng á. Bao cái rồi? 50 cái à, rủ Văn đi. Gọi Văn thân yêu đi. Nghe. Này này, cầm về xong chống đẩy đi. Còn đứa nào nữa xếp hàng lên đây. Nhanh lên. Từ từ à. Tôi không có nhiều thời gian với chúng ta đâu nha. Tôi chỉ còn có khoảng nửa tiếng nữa tôi phải đi rồi. Hở cái gì? Em ấn là admin loại chạy. Thì đúng rồi, phải login vào thì mới vào được chứ. Còn nhớ cái login hôm qua không? Đấy, phải login vào trong thì mới vào được cái trang kia chứ. Đây này, lỗi đây này. Đây lỗi thì mình xem nó là sai rất đúng không? Đây này. Không awesome mình cũng lỗi này. Là 67 public plugin này. Public là cái gì ông Thánh này? Cái thề với ông luôn, có một cái chữ public mà không biết viết. Rồi xem lại. Sống mẹ luôn đúng không? Còn cái này là cái phải GF đúng không? Admin tip thì gì đấy mà GF này. Thì cái GF nó là đường dẫn là FRC đúng không? Thì cắt chỗ H này. FRC bằng string this. Đít như này đúng không? Thì mình dưới mình có là FRC bằng string này. Chấm chấm sược này. Public này. Này đúng không? Xong, xếp xuống. Xem xem nào. Sao? Bao cái? Được, thằng này chống 20 cái, còn 30 cái 5 cái. Tự giác nhỉ? Ừ thì chống đi. Cái gì nên mày làm gì đấy? Đồ. Đây đúng không? Ai mà đã bảo là không chạy thẳng vào trong file chứ? Hương. Sao lại chạy thẳng vào trong file? Mình đã thông qua MVC rồi, mình chỉ đón admin như này thôi. Cái gì đấy? Mày vừa làm cái gì đấy? Tao chỉ biết mình sai một cái chữ C ở đây. Sao không được? Ủa, treo mẹ luôn. Đây thì máy xịn này. Hả? Bao nhiêu ghi ra? Bao nhiêu ghi ra? Cái gì mà tốt thôi. Này, bác về.
bao giờ xong rồi mang đây. Ôi thằng Tiệp lên trước em. Thằng Thanh này nhiều lắm rồi. Mày tôi lỗi nhiều lắm rồi Thanh này. Hôm qua tôi vừa giải thích xong thì phải đối hình không hơn. Từ đây gió gió đấy nhá, từ đây cho cái carbon này carbon này đối hình để trả cho các TV đúng không? Từ các TV mà có cả đối hình TV thì phải cho nó là một cái đồ cái này thì đúng rồi. Em đi này. Hả? TV của mày mày không biết cái gì là thế nào? Ô, tôi mày đang nghe kiểu gì? Của nào này? Tải ngay cái TV về úp vào đây. Đâu? Không biết đưa vào. Không biết đưa vào như nào? Bố láo. Bố lừa tôi à? Làm gì có chuyện không kịp đưa? Nó không mở được. Không mở được. Ừ. Mày biết cái gì? Lâu tay kia đâu? Đây không? Đấy. Đấy, kết nối TV chưa? Sao lại có dùng cách ở đây này? Bao cái 50 cái cơ, tự tin thế. Thế tự giác đi. Thanh này, thằng này, Thanh này phải cộng dồn. Mày lại có lỗi gì? Mày có DB chưa? Rồi có cái này rồi mình được vào đây nữa.
Cái này phải là ở trong plugin controller chứ. Dashboard controller này chỉ để sinh ra cái file thôi, để sao rồi. Đây, đây, đây là cái gì? Đây nha. Đây nha. App này, controller này, admin này, dashboard đây cơ mà. Đây cơ mà. Nhọc chưa? Làm gì ăn thua gì, cứ chống nghe. Cho mày biết khổ. Đây cơ mà. Cái hình này nữa. Cái gì là xinh á? Ấy cái gì? Thấy cái gì mà ấy? Thấy cái gì? Muốn thấy cái gì ở đây? Đây không ạ? Cái này thì cái gì? Bao cái? 30 cái thôi á? Mày hỏi 2 lần cơ mà. Đổi chứ, mình làm gì có thư mục nó tên là dis. Nam à, bao cái rồi? Bao cái rồi? Bao nhiêu? Sao 20 mà đã nghỉ rồi? Mày khỏe lắm cơ mà. Cái public là ngang hàng với cái dis. Ờ, còn GS với CS là giữ nguyên. GS, CS và hành giữ nguyên. Tour thì ngang hàng với public, plugin. Cuối cùng Dương cũng không chịu được. Không. Đây là nào? Cái gì mà replace? Ờ, đây em bị sai bản thử rồi đấy. Rồi, thì lỗi đấy nhá. Đây, một số này cũng đỏ nhá. Đây là lỗi bị dỡ. Đây, mình là cái admin. Đấy, mình thấy cái bit. Mình làm gì có bit nào đâu đúng không? Nhá, thì lỗi ở đây là lỗi của CNF đúng không? CNF thì bằng từ là upgrade. Upgrade, bằng, thấy không? Ra ngay lập tức. Ở dưới này mình sẽ bằng là upgrade, bằng swing, bằng một chấm chấm xương cũng không? Đây là hai mươi cái nhìn là phải biết sai ở đâu. Thì đây nữa mình dùng, đấy nữa mình sẽ cần dùng cái cơ sở ý, cái mô đồ đấy để làm cơ sở ý được chưa? Nam còn sai không? Nào còn ai mới mang nốt lên đây nào? Thôi tốt nhất là tìm mấy thằng Tùng, thằng Văn ấy đỡ khổ, thằng Tú này đỡ khổ, tìm tôi trả phí cao lắm. Joker bảo là mà giỏi cái gì thì đừng làm nó miễn phí. Xong chưa? Cái bật lên. Đã cứu mày. Chắc mày kiếm nào không? Bật lên. Bật lên. Nào. Được chưa? Đạt xong chưa? Giỏi nhờ, kinh nhờ. À, bây giờ cũng đang xem xiếc của bạn. Đấy. Ai biết được?
kinh ngạc vì giỏi lại sao rồi mày đổ em là gì mày không bảo là đổ em nhá mày không bảo tham lịch sử cả cái kia thì em nó sang để sẽ tìm dưới em là sẽ bảo em cho xong hết chưa? Ôi chuyện phí tổng phí
Đây, bên này, bên này, hỏi tôi rồi. Này, có gì được đi ạ? Lâu vậy, lâu thế. Xong Minh tổ xong chưa? Kinh nhỉ? Không có cả cái
Xong chưa bọn kia? Tiếp tục nhá. Nào. Tiếp tục này. Bây giờ chúng ta dựng xong cái khung layout rồi. Thì là các màn hình khác nó đều như này. Như nhau hết. Chẳng qua khác, chỉ là khác ở cái phần này này, phần trắng trắng này, phần nội dung chính này. Nhưng mà hiện tại chúng ta phải bỏ bớt mấy cái thứ linh tinh này đi, ví dụ như cái này sau chúng ta chắc sẽ chưa làm đâu. Chưa có đủ khả năng làm thì chưa làm đâu, bỏ những cái này đi, bỏ cái này đi. Đúng không? Thế vậy thì bỏ nó đi như nào? Xóa đi, xóa đâu? Cốt nào? Đúng rồi, xóa cốt HTML đi. Thì chúng ta có cái thẻ inspect rồi thì chúng ta nhìn thấy cái thẻ LI đây này. LI drop down message menu nhìn thấy không? Copy cái, nếu mà muốn bỏ cái gì ấy, chuột phải vào inspect vào. Sau đó là copy cái class hay là một cái ID nào đấy của nó, xong rồi vào trong kia mà tìm. Đây, ví dụ admin này, control F. Đấy, nó là cái thẻ LI này đúng không? Bỏ cái này đi, thu nhỏ nó vào, bỏ nó đi. Comment, bỏ nó đi. Xóa, xóa thẳng tay luôn. Notify menu cũng vứt luôn. Thì đây, ở đầu Solid Tech thường nó có cái dấu này này. Đúng không? Bỏ đi luôn. À, còn cái reload lại. Đấy, mất hai cái rồi đúng không? Tiếp theo đến cái cờ. Cái cờ này drop down task menu này. Bỏ nốt cái cờ này đi. Còn user account menu thì vứt lại, giữ lại nha, đừng có mà xóa đi, nghịch ngu ấy. Đấy, thấy không? Còn cái cuối cùng là cái config đúng không? Config này thì mình cũng không giữ làm gì cả. Mình không động đến nó. Thì mình sẽ tạm thời thu nhỏ cái drop down này đi và chúng ta bỏ cái đó. Cái data toggle control size bar đi. Bỏ cái này đi. Đó, chỉ còn mỗi cái thằng này thôi. Thấy chưa? JS đã dùng được rồi thì kệ nó. Giữ lại mỗi cái user drop down menu thôi. Tiếp theo chúng ta nhìn thấy cái đoạn main sidebar này không? Rồi các bạn chỉ cần hiểu thôi đã, còn cái file này các bạn có thể chưa làm được thì về nhà các bạn xem lại video hoặc là copy lại file của tôi để các bạn dùng. Tiếp theo cái main sidebar này nhá. Nhìn thấy không? Cái main sidebar này này. Thì chúng ta có cái đoạn này là cái đoạn thông tin của user này. Thấy không? Thì ở trong này chúng ta hoàn toàn có thể code được code PHP. Code PHP trong này. Ủa, sao lỗi ta gì ta?
ta sẽ biết. Sao lỗi gì ta? File này sao lại không viết được code PHP trong đây nhỉ? Bố lão. File đuôi là .php. Đây main size 3 này. Đây. Đây rồi. Thì chúng ta có thể là bởi vì trong cái file này này, bởi vì trong cái file này chắc chắn là phải có session rồi thì mình mới xài được, đúng không? Chứ không thể nào không có session mà hôm nay mà vào được đến đây, không bao giờ cho phép cái điều đấy. Đúng nhá. Do đó ở đây chúng ta có thể là PHP echo ra cái tên của người đang đăng nhập thì là bằng cái gì? Bằng cái gì biết không? Đô la gạch dưới session auth và cột là name, đúng không? Reload trang, thấy không? Đây, đúng chưa? Nếu mà ảnh này thì trong cái view, trong cái cơ sở dữ liệu của chúng ta, cái cột ảnh mà có thì cũng hiển thị ảnh vào đây luôn, đúng không? Kể cả trên này cũng vậy. Trên này thì các bạn cứ tìm cái chữ Alexander gì gì đấy. Alex, đây Alexander PA đây, thì chúng ta cũng code tương tự PHP tab ra bằng cái đô la gạch dưới session, đóng mở ngoặc này auth và name, đó ở hai chỗ đấy, thấy không? Được chưa? Tiếp theo cái menu này, cái link đây là menu hai cấp này, đúng không? Thì chúng ta sẽ chỉ dùng cái menu hai cấp thôi. Thì như này, member scene cái quần ở thì đây nó ở chỗ này thì mình vứt đi. Tí nữa mấy nữa mình bỏ cái đấy đi sau. Ở main này thì chúng ta cái gì đây? Ở admin này thì chúng ta sẽ có cái phần sidebar đây. Online, đây là cái đoạn ở dưới, đây là đoạn search này, cái đoạn này là cái đoạn ở dưới này. Úi giời ơi. Cái gì đây? Header là cái gì vậy? Header là cái này. Thấy chưa? Thì tôi có thể được sửa cái chữ header thành các cái chức năng. Chức năng. Rồi, ở đây có cái link, cái thẻ LI này thì vứt đi nhá. Không dùng đến. Thẻ LI này cũng vứt đi nốt. Mình cũng không dùng đến. Tiếp theo đến tree view. Thì ở trong này chúng ta format lại nhìn cho nó tử tế một chút. Không nhìn khiếp quá. Đây cái span này ở ngoài này, LI này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có như sau. Bây giờ là multiple level, đúng không? Multiple level đây. Thì đây chúng ta để là quản trị, quản lý danh mục, đúng không? Ở dưới này là cái đường dẫn đến quản lý danh mục. Đây là danh sách, danh sách, danh mục. Đây là thêm danh mục. Thêm danh mục. Đây. Thấy không? Bấm xuống sổ ra. Đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ dẫn nó vào thêm danh mục này, đã có danh, chúng ta quản lý danh mục rồi này. Thì chúng ta có thêm cái, đây cái LI này đúng không? Duplicate nó lên. Duplicate nó lên. Có quản lý danh mục rồi thì bây giờ đến quản lý gì? Sản phẩm. Danh sách sản phẩm. Và thêm sản phẩm. Mẹ ăn cái máy này. Sợ chưa? Mát với mèo. Đây. Đúng không? Chúng ta có thể thay cái icon này thoải mái bởi vì nó là phong awesome icon mà. Thấy không? Nó là FAFA Android Lab cái gì gì ấy, đúng không? Thì nó là phong awesome, chúng ta thích thay cái icon nào vào đấy thì thay. Cái này trước chúng ta đã học rồi. Tiếp theo thì chúng ta có thể là ở những cái đường dẫn này chúng ta sẽ link sang những cái màn hình khác.
đúng không? Ví dụ như kiểu là chuyển sang là hiện tại nó đang là đường dẫn là cái gì nhỉ? Admin đúng không? Bây giờ chúng ta sửa chuyển sang là category, category.php. Ở đây là PP này, ở đây chúng ta để là S không gì. Category sửa in thôi, category thôi. Category chữ list. S category chữ S.php. Đúng không? Ở đây là product, product chữ list.php. Product chữ S.php. Đây, quản lý danh mục này thì bấm vào đây, các bạn nhìn thấy cái đường dẫn ở dưới không? Category list. Đúng chưa? Thế làm cái category list này làm nào? Thì nó hiển thị lấy ra danh sách sản phẩm đúng không? Đúng chưa? Lấy danh sách sản phẩm thì ở cái màn hình này về các bạn tự làm nhá. Tự làm thử cho tôi xem nó như nào. Còn cái phần này, cái phần page header này, các bạn tìm đúng cái chỗ nào là page header ấy thì chúng ta sẽ hiển thị view ở đấy. Đây, nhìn thấy không? Cái page header này thì trong này nó sẽ là cái phần hiển thị cái view ra giống như ở trong main layout này. Chúng ta include one cái biến view vào là xong. Được chưa? Thì đấy nó là cái tác dụng của cái phần page header này. Được chưa? Đó, về tôi sẽ đẩy code này lên, các bạn về các bạn thử thử làm xem nó có ổn không, và buổi sau tôi sẽ hướng dẫn tiếp. Hôm nay thành công nhất của chúng ta nếu mà được ấy thì là chúng ta sẽ ốp xong cái layout vào. Đó. Còn cái view ở trong thì chúng ta từ từ xây dựng. Được chưa? Thoải mái, yên tâm.